Máu của ai đây? Ao hát, những gì trên lưng của bạn anh trai? Dao ở đó. Hả? Tom Proctor. Nửa tuổi và tí rồi di sản Kim An. Di sản gì? The sewing room. Hả? I sound put more in sewing room. Bởi vì tôi là người thừa kế hợp pháp. Mày là em họ mà, không có phải anh trai của tôi. Không, tôi không phải là anh trai của bạn. Tôi là anh trai của bạn. Ác sinh đời. Em trai Tom Proctor. Ai ấy? Tôi là người muốn sửa chữa mọi thứ. Tất cả tôi muốn là the sewing room. Sau đó có lẽ chúng ta nên làm việc cùng nhau. Sau tất cả chúng ta là những người thừa kế hợp pháp. Bạn đã ở đâu? Và trường tôi rồi là N thế nào? Tôi có một kế hoạch. Mấy bắn là the sewing room, phía bên kia, bắn cửa. Thật tiện lợi, nó giúp di chuyển cốt truyện theo. Nó toán trắng rắn tính tỉnh cũng kỳ tích chơi cơ chứ nhớ ơi. Bạn còn thích được nick một nít mà nói. Hả? Ha. Đôi mắt mặn, mẹ và bạn sổ hiếu. Ha. Bạn mời là cả tôi mãi mãi. Chúng tôi ở đây để yêu cầu the sewing room. Ha. So the... Ai chín. Ai, ai, cầm lấy. Ai, 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 cầm lấy. Con khỉ, đối với tôi. Ai, ai, cầm lấy. Ai, 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 cầm lấy. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nó chết vội rồi. Ai, 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 ai. Tôi cảm thấy không tốt. Tôi cảm thấy không tốt. Tôi cảm thấy không tốt. Chết tiệt bạn. Tom Proctor. Baba Booey. Cambodian.
anh là em, đã yêu em hơn cả chính mình. John C. Nhưng dường như Thanos Proctor. Ha 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 ha.